Ông ơi, hôm nay là ngày giỗ đầu tiên của ông nè. Cái nhà mình nó nhỏ xíu à, bài biện giúp nó không có vừa. Cái tôi mang ra sân đây cho nó thoáng mát nữa. Giỗ đầu nghe ông. Tôi làm mấy món ông thích nè. Món đó món bà thích chứ món tôi thích hồi nào. Cúng hết chuyện cúng rồi. Tôi kêu cúng trái cây hết chuyện rồi. Cúng trái ớt sao ăn được. Vậy là ông không biết gì rồi. Tôi cúng ớt á, để cho nhắc cho ông nhớ nghe. Cái tật ông á, thương tôi thì có thương, mà cũng hay lẹo tà lẹo tẹo với người này người kia. Tôi cúng ớt như vậy để cho ông biết là tôi đó cũng ghen dữ lắm đó nha. Chắc tôi không ghen với bà. Tôi thấy có chàng hàng xóm tối ngày leo đẻo qua đây hoài đó nha. Bà cẩn thận nha, tôi báo mộng, tôi bóp cổ, tôi làm bóng, tôi đẹo. Thôi, thắp nhang cúng ông nè. Bà vừa phải thôi. Gì vậy? Hồi xưa mới chết, thắp ba cây, hít đầy cái lỗ mũi. Bây giờ chết thời gian, giảm biên chế xuống còn cây. Nhang nó lên giá quá ông à. Trời đất ơi, nhang gì mà lên giá. Xăng nó còn lên đúng không, chỉ là nhang. Nói bà hầu mắt công mai bà đưa cây nhang điện lên để chớp tắt khỏi hít luôn. Tôi cũng đang tính làm nhang điện đó. Thôi vừa phải thôi. Nói gì nói chứ nhớ ông dữ lắm á. You miss me? Yes I do. Từ ngày mà ông chết đến bây giờ đó, cái giường chung của hai vợ chồng mình đó, tôi đâu dám nằm. Bị mỗi lần mà nằm giường chung đó, tự nhiên tôi nhớ ông quá trời à. Đừng nói, tôi xót xa lắm. Rồi con mình có khỏe không bà? Nó vẫn khỏe không mà. Bây giờ tôi nghĩ là chắc nó cũng bình yên hơn. Nó trắng hơn. Nó mập hơn. Hai cái má nó phính phính. Cái bụng nó tròn tròn. Diễn tả hầu thèm bánh canh giò heo quá. Nhớ lại cái thời mà ông còn sống á, đêm á, trái gió chở trời, tôi mà nhức mình nhức mẩy á, là ông nói thôi, nằm xuống đây, tôi hát cho bà nghe để bà ngủ. Bây giờ ông hát tôi nghe một bài đi. Thích nghe bài nào? Chúng ta không thuộc về nhau. Tôi chết rồi mà bà biểu tôi hát chúng ta không thuộc về nhau. Ông biết rồi mà, ông biết ý thích của tôi rồi mà. Ông hát cái gì bài gì mà tôi thích nhất thì ông hát đi. Từ là từ phố tương bao kim sắc phán lên đàn vào ra luôn trong tình chàng năm ở canh mơ màng em luôn trong tình chàng ôi gan vàng quặn đau. Tư ơi, Tư ơi, Tư, Tư ơi, trời ơi, nãy giờ, ủa nãy giờ nằm mơ hả? Tôi thấy chị đang nghỉ mệt đây. Dạ. Tôi không dám làm mạnh. Dạ. Tôi biết bữa nay là ngày giỗ đầu của anh. Dạ, đúng rồi, sao anh biết hay quá vậy? Thì hàng xóm láng giềng nhau, dạ. Có mấy căn nhà ở xóm bãi rác này đâu. Dạ. Tôi mang gà qua phụ chị cúng ông anh gái. Anh ơi, trời ơi, anh chu đáo quá chứ, tôi cũng có con gà này rồi. Tôi biết bữa nay chị cúng ông anh cái con gà mái. Dạ bị gì chồng tôi không thích gà mái. Tôi cũng cắt cổ con gà trống nhà tôi đem qua phụ cúng ông anh với chị. Sao cúng cho con gà trống xuống để nó đạp mái con gà mái tôi dưới này nè. Bây giờ mình rót tuần rượu thứ hai ngay chị. Dạ ông anh, bữa nay là ngày giỗ của ông anh nghe. Tôi qua đây, tôi đem con gà qua.
rồi tôi bài biện với chị ở đây không nhờ ấy rồi uống ông anh ly rượu nha. Giờ ấy ông anh uống ly rượu một cái không, rồi xong rồi cái ông anh đưa ông anh miếng gan không, uống đi ông anh đó. Cái ly này nè đó, bây giờ là tôi với chị nè đó, tôi với chị là dạ tôi không biết uống rượu. Mà làm gì mà con về rồi hả anh ơi? Con trai tôi nè, con trai trắng trắng tròn tròn mập mập của tôi nè anh ơi, con trai tôi nó mới ở tù. Nó mới đi tu nghiệp nước ngoài về. Cháu bác chào cháu. Khỏi giới thiệu, ông là ai? Đây, bác là đây là bạn mới của ba và má, hàng xóm láng giềng qua đây coi như giúp đỡ má. Giúp đỡ cái gì muốn được cho bố má, má già rồi má. Đừng để hàng xóm ta nhìn cho người ta chửi nhục lắm đó. Cái gì đó? Nè. Ba mới chơi có một năm thôi má làm gì vậy? Thì nhưng mà đây đây người ta qua người ta giúp đỡ cũng biết không? Má làm gì má không phải nhìn lên bàn thờ mà nhìn cái hình ổng chứ. Con đừng có nói vậy nha. Còn ông nữa. Bác đây. Ông là gì đây? Ông là hàng xóm mà. Dạ tôi ông phải nhìn vô nhà người ta, một mình ta ở cái nhà trống trơ đúng không? Ông qua hoài. Ông qua đây mỗi ngày làm gì? Tôi qua tôi giúp cho mẹ cậu yếu lắm rồi. Tôi hàng ngày giúp cái gì? Ông qua đem ve vãn ông giúp cái gì? Không có con ơi, giúp những cái gì mà con không giúp được cho má đó. Tôi ê con đừng. Trời ơi, đừng. Đây má chặt cho. Rồi má, tôi nhắc lại cho một lần cuối, ông đừng bao giờ xuất hiện trong căn nhà này nữa. Con không có được nói như vậy. Má nín đi. Thầy cho uống rượu. Thôi ấy thôi bắt đi nha. Không có chị. Cháu tôi xin lỗi. Không có, dạ, không. Cháu đi học về dạ. Học ở nước ngoài về thành ra tính tình của nó thẳng thắn. Thôi để đi nè. Con ơi trời đất ơi, ba thì mất rồi. Ba mất rồi, một năm thôi, má làm cái trò đó gì vậy? Má làm cái gì đâu mà má làm. Bây giờ có má một mình một thân ở nhà, con thì ở trong tù. Ai giúp má trong lúc mà tối lửa tắt đèn như vậy? Người ta sang người ta giúp má, hôm nay là vỗ đầu của ba mày. Người ta sang đây người ta phụ má cũng ba mày, mày về mày làm cái gì vậy hả? Vì ai? Vì ai mà tôi đi ở tù? Con còn hỏi con đó là vì ai? Vì ba chứ vì ai? Tại sao tôi không được sinh ra trong một gia đình giàu có? Tại sao tôi không được sinh ra trong một gia đình giàu sang, gia đình đầy đủ, mà tôi phải sinh ra trong một gia đình nghèo khó để tôi phải đi ăn cắp rồi tôi ở tù? Cái nhà này không phải làm được gì được cho tôi chứ? Đây cả ba tôi vậy, ông tự gọi đây ông đi. Ông làm gì được cho tôi? Con, bà chết rồi. Con không thể xỉ như vậy mà nói được. Đây má này con muốn nói gì mà nói. Bà không xứng đáng làm má của tôi. Từ khi bà sinh tôi ra, bà có lo cho tôi không? Con nghe má nói đã. Con cứ nghĩ đi, ba má nghèo nàn, ba má không chu cấp cho con đầy đủ, nhưng mà ba má cũng dành dụm cho con, miếng ngon là để cho con, rồi nhịn đói nhịn mặt để cho con. Con à, giàu tiền giàu bạc đâu có phải là đủ giàu đâu con. Đây là giàu tình giàu nghĩa mới quý chứ. Giàu tình giàu nghĩa không bao giờ ăn để mà sống được. Bà nên nhớ điều đó. Từ khi tôi sinh ra, có bạn cũng như không. Ổng thì đi tối ngày, tôi phải lăn lộn theo đám bạn. Rồi sao? Ăn chơi. Tôi không hề muốn ăn chơi, nhưng mà tôi phải ăn chơi. Bởi vì tôi không ăn chơi thì không có vị trí được. Nhưng mà cuối cùng tôi sai. Tôi sai là tại tôi đánh mất cái con người của tôi. Bà lo được gì tôi không? Bà không lo gì được cho tôi hết. Nếu mà con biết là con đánh mất con người của con thì bây giờ má dọn về cái nơi này, không ai biết quá khứ của con có thể làm lại cuộc đời được. Không ai biết quá khứ của tôi với bà, nhưng chính tôi với bà là người hiểu rõ nhất. Con à, má biết rõ quá khứ của con, má biết tất cả, nhưng mà má là má của con. Khi mà con mình có làm bất cứ điều gì xảy ra đi nữa thì má buộc lòng cũng phải bảo vệ cho con đến cuối cuộc đời con à. Tôi không cần ai bảo vệ hết. Và tôi cũng biết thời gian tôi đi tù ở nhà bà cũng làm rất nhiều điều. Cho nên bây giờ không nói nhiều nữa.
gửi thư vô tù cho tôi. Khi tôi nhận được lá thư này, con à, tôi biết được điều rồi. Ông già tôi cũng còn lo cho tôi một chút xíu. Ông nói rằng ông để lại cho tôi một gia tài. Con, còn bây giờ tôi mong rằng bà hãy trả nó lại cho tôi. Không con à, chắc có lúc mà ba bệnh hoạn như thế nào đó chứ làm gì có gia tài đâu con. Tất cả mọi tiền bạc má đã lo cho con trong tù, má lo ba chai cho ba, má đâu còn đồng bạc nào đâu con. Chắc là bà tính em hả? Tôi nói cho bà biết, những ngày tôi ở tù tôi không thể làm gì, còn bây giờ tôi ra tù rồi, tôi yêu cầu bà trả lại tất cả những gì ông già tôi để lại cho tôi. Bà đừng có mong men mà đem về bên ngoại, nhớ chưa? Đừng để tôi nói nóng. Ba có để lại cái gì đâu. Bây giờ cả đời má, ba đã hy sinh cho con rồi, con còn muốn gì nữa? Ba có đâu có để lại cái gì. Con cứ nghĩ mà coi. Đây nè, những cái ngày dồn đây nè, chỗ khô thì con nằm, chỗ ướt thì mẹ lăn như vậy. Ba đã hy sinh cho con, tại sao bây giờ con không nghĩ ra? Tiền ở đâu? Ông ơi, tại sao ông lại biết cái giấy này ông ơi? Tại sao ông biết cái giấy này? Hả? Tại sao viết cái giấy này? Trời ơi, gia tài ở đâu ra? Con à, không có gia tài gì hết. Rồi đúng rồi, con thắp nhang cho ba đi. Con thắp nhang cho ba đi con. Tôi chỉ muốn thắp nhang cho một người. Tôi không muốn thắp nhang một lúc cho hai người. Má không nhìn ra được con đó rồi. Một cái thằng bé bụ bẩm suốt ngày bám lấy chân má, rồi nói: má ơi, má đi đâu má cho con theo vậy? Má à, con thương má suốt cuộc đời này. Má à, má ôm con ru con ngủ đi. Bây giờ cái hình bóng đó không còn nữa. Con thay đổi nhiều quá rồi con à. Ông à, tôi không biết phải làm sao bây giờ. Tôi bây giờ bà đó, bàn thờ đây, con nói chuyện với bà đi, chứ bà không biết giải thích như thế nào bây giờ nữa. Trời ơi, nói chuyện với bà nữa. Đừng để người ta nhìn vô nói tôi là thằng con mắt dại. Giang à, đừng nghĩ xấu gì má con như vậy. Trước ngày con vào tù, ba có viết cho con một lá thư báo là có để lại một gia tài cho con, nhưng cũng không nên nói má con là người ém cái gia tài đó. Con sai rồi nha. Con đừng đổ thừa cho cuộc sống, con đừng đổ thừa cho ai cả. Là do con không giữ được chính bản thân mình, con lao vào những cuộc vui đó. Chứ má của con luôn luôn lo lắng cho con. Và gia tài ba để lại là có, má con không hề ém đi một đồng nào cả. Gia tài ba để lại cho con, đó là má của con. Thật
Thật ra bà không phải là má ruột của con. Bà là một cô gái bán ve chai mà ngày xưa ba tình cờ giúp được, sau đó về ở chung. Chứ má còn mất lâu rồi. Từ nhỏ bà lo cho con như con ruột, lo đến gần ấy năm nó gian à. Nếu như một người mẹ không phải mẹ ruột của mình mà thương con của người ta như con ruột, thì con nghĩ đó có phải là gia tài của con không? Ông đi, ông nói ra đi. Nè, cậu đã làm cái gì mẹ cậu? Ba tôi đâu? Cậu đã làm cái gì mẹ cậu? Tôi hỏi là ba tôi đâu? Cô hỏi ba cậu làm cái gì nữa? Cậu là làm cái gì? Mẹ cậu. Mẹ cậu chết rồi. Má con đâu vậy? Má con hả? Má con kìa. Trở lại gia đình cho